Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể đi được bao xa? Trở lại đầu những năm 2000, chương trình hạt nhân của Triều Tiên giống như một trò đùa. Các vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên từng sử dụng có tầm bắn tối đa khoảng 1.500 km, chỉ có thể tác động đến một số quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Nó hoàn toàn không thể tác động tới lãnh thổ Việt Nam, vì khoảng cách giữa Việt Nam và Triều Tiên lên tới 3.467 km. Ngày nay, tiền thân của tên lửa mới mang tên Hwasong-17, tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng và nó được thử nghiệm vào tháng 3 năm 2022, có phạm vi hoạt động lên tới 15.000 km. Nghĩa là giờ đây, Triều Tiên có thể sử dụng tên lửa tấn công mọi mảnh đất ở Hoa Kỳ và châu Âu. Nếu phạm vi của tên lửa lên tới 15.000 km thì vẫn chưa hoàn toàn có khả năng tấn công toàn bộ hành tinh, và Nam Mỹ dường như tương đối an toàn đối với tên lửa này. Nhưng tất nhiên, những điều này sẽ không xảy ra vì chúng ta đều biết rằng không ai mong muốn chiến tranh sẽ xảy ra, và những vũ khí hạt nhân kia mục đích chính là để phòng vệ, giúp đảm bảo an ninh cho chính quốc gia của mình, để không bị những thế lực mạnh hơn có thể đàn áp cũng như kiểm soát.